Ở video hôm nay, mình và Vidas sẽ cùng nhau giới thiệu cho các bạn những lớp bông siêu mới mà chắc chắn là các bạn chưa thử qua trong Blood Frost. Đến với lớp bông đầu tiên thì tụi mình đã tìm khá lâu mới biết được lớp bông này ha. Nên là các bạn đừng quên bấm vào phần bio để nhận được quạt full gear siêu VIP. Bây giờ mình sẽ bay lên trên không như thế này và giữ chiêu X của cây Katana. Sau đó thì Vidas nó sẽ sử dụng chiêu X của cây Yama cho người mình nha. Xài đi Phúc. 2, 3, xài đi. Mày đó, các bạn thấy gì chưa? Dạ. Thì nếu như mà các bạn xài đúng lúc nó sẽ bị giật lại một đoạn vậy, nhưng mà tuy nhiên cái đó vẫn chưa phải là hình thái tối thượng của lỗ bung này, nên là bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Rồi em canh xài chiêu anh nha. 1, 2, 3 xài đi. Mày ui vai. Các bạn mới thấy gì không vậy? Anh mới bay gần 1000 cây số của em đúng không? Dùng cách này đó hủ không bay xa hơn bình thường nữa. Ôi quá bá đạo luôn các bạn ơi. Và đến với lỗi thứ hai, một cái lỗi mà mình nghĩ là các bạn runner cũng khá thích nữa. Hôm nay cho mình xin phép là giới thiệu những cái lỗi bung gọi là bá đạo những bạn runner nha. Thí dụ như là bây giờ Vidas muốn săn multi anh đi, gượt anh đi Vidas, thì các bạn chỉ cần việc sử dụng chiêu X của Electric Claw Buga và giữ màn hình như thế này. Bùm, các bạn thấy gì chưa? Bây giờ chúng ta đã cắt Vidas một khoảng cách khá là xa rồi. Nên việc còn lại thì chỉ cần bỏ chạy thôi các bạn ơi. Ôi quân tử mà chơi chạy gì thì thôi chịu rồi các bạn ơi. Không mất OT được rồi, quân tử gì tầm này các bạn. Ok, và lỗi tiếp theo sẽ dành cho những bạn rich kid đã có sở hữu trái sao vĩnh viễn ha. Các bạn chỉ cần làm đó chính là sử dụng chiêu ép của trái sao và đổi sang trái ác quỷ vĩnh viễn khác như thế này. Yes, các bạn thấy gì chưa? Thì lúc này chúng ta đang sử dụng trái lớp nhưng mà vẫn có chiêu ép của trái sao. Và đương nhiên cái chiêu này các bạn có thể lặp lại khá là nhiều lần ha. Và như các bạn thấy thì nó có thể cộng dồn vô hạn cho tới khi nào máy các bạn lắc tới mức mà nó sẽ quá đáng sợ các bạn ơi, máy yếu là toan liền á. Và lỗi tiếp theo, một trái quỷ mà các bạn khá lâu chưa được thấy đúng không? Đó chính là trái leo bát. Mình khá chắc chắn là lâu lắm các bạn mới thấy là trái này á, tại vì nó hết meta. What the fuck? Làm gì vậy đó? Ai hút mà? Hút anh chị nãy nè, xem cấm đầu dưới đất hoài à. Ok, thì ở lỗi này nếu như các bạn hay ở mansion mà thấy các thanh niên AFK gì đúng không? À kiểu như Vidas đang AFK nè. Thì bây giờ các bạn cũng đâu thế nào săn party nó được đúng không? Tại đang đứng trong safe zone mà. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng trái leo bát thì sao? Coi nè, mình không elite Vidas luôn nha. Xúc chiêu ít của mày hả bội? Mày bay ngoài. Đó. Ui. Bay ra kìa, sang party các bạn ơi, sang party các bạn ơi. Ủa mày đang AFK mày? Ây da, gì vậy? Sao chống trả vậy? Trả cho mà mất mày. Trời ơi, xếp do này mình đâu quýt nó nữa. No, mất bàn. Nhưng mà cái lỗi này khá bá đạo đúng không? Kiểu AFK mình có thể farm party free luôn chứ, ngon quá trưởng. Ui, má mấy bữa nay em random hên vậy. Thì không, rút ra coi. Ui, real các bạn ơi. Real. Coi thôi, mất cái gì lắm luôn vậy. Mẹ có để ý là con Leopard nó cầm chét quỷ ở trong cái túi quần của nó không? Ê, gì Phố? Cái gì à? Ủa, gì xuất đao xe bờ Phố? Em giỡn mặt anh hả? À, các bạn ơi. Mình mất trái mochi rồi. Anh không có gì content mà mất trái mochi đúng không? Thôi bỏ qua trái mochi đi các bạn ơi. Đến với lỗi bung tiếp theo của trái leo bát. Thì có khá là nhiều bạn hỏi mình về cái lỗi bung này, đó chính là hình như admin fit rồi đúng không? Tại sao em làm hoài không được? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bạn kỹ một lần nữa nha. Bình thường là chúng ta chỉ có 10 lần cái bô đúng không Vida? Đúng rồi. Khi em nhảy hết em chỉ cần sử dụng chiêu ít của trái leo bát giữ một tí nha các bạn. Nè các bạn giữ chiêu ít một tí, quăng ra và nhảy lên. Nó các bạn thấy gì chưa? Chúng ta có thể nhảy tiếp được thêm 10 lần nữa. Lướt tí đợi nó hồi chiêu mình làm lại thêm cái nữa các bạn xem nè. Mày what the hell. À hình như chắc tại binh hơi cao đúng không? 600 binh hẹn gì. Nói chung thì cái này làm cũng rất là dễ nha, mà tại vì server mình hiện tại đang lắc quá nên làm không được các bạn ơi. Rồi coi Vidas làm kìa các bạn. Sao chưa biết. Quăng nhảy đó được nữa kìa. Dạ, cái lỗi này cái nữa nè. Ui được nữa kìa, cái nữa nè. Đâu cái nữa rồi. Ui được nữa kìa. Vậy là cái lỗi này nếu như các bạn không lắc mới làm được nha, còn mình 600 binh thì bó tay. Ok, đến với lỗi tiếp theo, các bạn hãy lấy ra cho mình trái love. Ok, sau khi lấy trái love ra thì các bạn hãy bấm vô nút đổi trái quỷ như thế này và nhanh tay đổi trái quỷ. Let's go. Đó, khi nào các bạn sử dụng trái human mà vẫn có con hạt này thì thành công rồi nha. Tời muốn bay đúng không? Đợi anh tí phút, đợi anh tí nha. Bây giờ á các bạn phải đổi sang trái quỷ khác mới bay được, nhưng mà giờ mình lỡ rồi đó. Để biến hung mạnh đi không? Rồi anh cũng biến hung mạnh luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Tắt đi. Thả anh ra. Ui đừng dùng lớp bung đi nha các bạn, hiện tại thì mình đang ở trong người Vidas luôn nè. Ok, thì mình vẫn còn cái lỗi khá là bựa nữa với cái lớp này, đó chính là các bạn sử dụng cách y chang hồi nãy và đổi sang trái gót. Ủa đâu em ra đây ngồi đây nữa vậy mà, coi được không? Coi nè, anh sử dụng chiêu V của trái gót và thấy gì không? Oh my god, thấy gì không?
Ấy giời. Coi hai chiến hạm nó bay quýnh quái kìa. Rồi để làm lại bạn xem nha, sử dụng chiêu V với God vào. Let's go. Nó sẽ chịu hồi ra anh Crazy Lion nhưng mà ngồi trên hồng hạt. Ok, và đến với lỗi tiếp theo. Các bạn hãy mở lên cho mình đó chính là cái auto click này và chỉnh xuống cái tỷ lệ bấm nhanh nhất luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cây kiếm tên là Cavender ra, kiếm của Florentino các bạn. Lên đây này Phố, em sử dụng chát quỷ nhanh nhất của em đuôi anh không? Thôi ơi, đuôi anh hả? Ok, ok. Rồi ok, ok. Bây giờ chúng ta chỉ cần bật auto click lên và chúng ta sẽ sử dụng combo giữa cái Cavender là Eric Claw nha các bạn. Chỉ cần chuyển qua hai cái thế này thôi các bạn thấy không? Hình như mình hơi lắc hay sao các bạn, kiểu đi nó không có được mượt lắm đúng không? Anh Lion cũng rất là muốn bung các bạn, nhưng mà số binh này thì ok, và đối với một loại tiếp theo mình mới phát hiện ra của chess Spider, đó chính là chiêu C của nó có thể auto em các bạn tin không? Đó, xuống đây nè với đắt, xuống đây nè. Đương nhiên phải test nè với đắt các bạn. Sử dụng chiêu C chess Spider và bấm vô cái nút này. Rồi em trả cho khác đi với đắt. Xong chưa? Mày nãy giờ đang Alice các bạn ơi, nhầm đợi xíu. Rồi bắn chiêu C rồi đi gắn khác với đắt. Rồi ui mày ghê không, chục cái rốt cuộc cũng được cái rồi. Yeah, thì ra là các bạn phải bật hai kia quan sát lên nha. Rồi bây giờ em thử chạy thiệt là sao hứa phố. Ok ngắm đi mày. Ui chúng thiệt kìa, what the fuck, chúng nhẫn luôn. Giờ chạy kiểu mút chỉ luôn nha nè. Rồi chạy đi. Rồi ui mày, what the fuck, chúng luôn kìa. Bây giờ em đứng đây, em đứng đây nè, cho em chạy ra tới cái thác nước đằng kia luôn nha. Rồi chạy đi rồi mày. Ui chúng thiệt kìa. Ê là xa lắm luôn á. Nè các bạn ơi, đừng xài cái này như không muốn bị ban nha, đừng nghe lời với đắt. Chỉ được một mình xài thôi. Ok, và có một cái lõi khá là vui với trái control này. Nếu như các bạn có bạn bè muốn cho nó thì các bạn có thể sử dụng cái lõi này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái dòng trái control lên, đương nhiên rồi. Và bây giờ phải đợi chiêu V nó hồi các bạn ơi, lâu quái. Đứng yên nha, bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu V người với đắt và out game. Ê gì? Ê, đừng có làm trò đó nữa nha. Em đâu di chuyển được nữa mà bị gì anh biết rồi mà. đâu em đâu rồi, để mình xem ơi. Ủa làm gì? Ui, xem dịch chuyển liên tục như vậy, what the fuck. Đâu mà các bạn ơi, mày đang sẽ bị kẹt ở đây mãi. Thả ra, giờ sao mới hót được. Bây giờ mình xin phép múc bàn mày đắt nha các bạn. Ok, và đến với lỗi tiếp theo đương nhiên cũng sẽ là của trái control nữa. Đầu tiên các bạn về C2 nha, bật cái vòng lên và đứng ở đây nè, các bạn thấy cái khe này không? Canh ngay đây nha, cắt ngay đây. Ôi, được nè. Yes sir, các bạn thấy gì chưa? Canh cái góc đó mà cắt thì bây giờ nó sẽ gọi là ui. Nó sẽ không bao giờ respawn nó luôn nha. Có nghĩa là bây giờ cái võ đài này sẽ bị mất một bên vĩnh viễn. Cái này lấy ra biển đi đánh chi biết được luôn á. Đây, mình cắt thêm một cái nữa cho bạn xem nha. Canh ngay cái góc này nè. Cắt. Các bạn cứ ngồi cắt cho tới khi nào nó ra được cái màu đỏ là thành công. Đó, nè. Vậy là thành công rồi đó. Easy man. Rồi, hai cái nhà đang múc bang nha kìa, what the fuck. Rồi mà tự nhiên mình ngồi đây làm gì vậy, lỗi bông tiếp theo nào. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đầu tiên sẽ là mình sử dụng chiêu X của cây Sogita thế này. Như các bạn thấy thì nó sẽ gây ra tầm khoảng được 554 đam, tại vì mình không có nâng điểm của cây Sogita nha. Nhưng mà nó sẽ có một cái lỗi thế này, đó chính là khi mà bạn sử dụng chiêu X của cây Sogita đó và bỏ cái Sogita ra thì lúc này đam nó sẽ không nhảy lên luôn các bạn xem nè. Các bạn nhớ nãy là 554 đam đúng không, nhưng mà bây giờ chỉ có 40 đam thôi. Ví dụ cây CDK các bạn xem nha, mình sẽ sử dụng chiêu dách để đẩy nó phun ra mà bỏ cây này ra đó, có 108 đam à. Trong khi đó nếu như các bạn vẫn cầm cái CDK này thì quăng ra nó sẽ lên tới 600 đam. Đó, khác biệt một trời một vực luôn. Nên là các bạn lưu ý khi mà PvP á là các bạn sử dụng chiêu đừng có nên bỏ vũ khí ra sớm quá nha, nó sẽ không có đam á. Ok, đó chính là tất cả lỗi của video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Dạo này lỗi cũng khan hiếm quá nên là mình kiếm cũng khá là lâu nha các bạn, nên là thôi thông cảm. Còn bây giờ thì bye bye.